xin chào mọi người nha. Hiện tại thì cái em đang đứng ở cái kệ quần kaki nam, sọt kaki nam á. Cái mẫu này của bên em là đang là lẻ size. Đây. Bây giờ em quay lên, em quay lên cho mọi người xem. Quần kaki nam nha, nhiều màu nha. Em quay cái màu đây cho khách đi. Em đang muốn sale để giải phóng cái hàng rớt size này. Có chỗ cho chắc hàng. Đây. Quần này thì nó có nhiều màu nha. Hiện tại trên tay em đang cầm màu xám đậm nè, màu xanh rêu nè, đó, cái chất đẹp, đẹp quá trời đẹp luôn. Mà nó còn lẻ size, nó không có đủ ri. Em đang muốn sale một cái là hiện tại em đang bán sỉ một cái là 100.000. Khách mua 10 cái thì em sẽ bán là để coi bao nhiêu để đừng có lỗ. Cái em sẽ bán giá là 80.000 một cái. Đó. Đây nha, em đưa cái bảng màu cho mọi người coi nha. Nhiều màu lắm. Mình có thể là gọi video call trực tiếp cho bên em để chọn màu của quần này nè. Nhắn cho bên em một tin là anh muốn mua hay chị muốn mua quần sọt kaki mà sale 10 cái 80.000. Rồi mình gọi video call cho em. Em quay cái mình chọn màu lấy 10 cái giùm em nha. Chọn màu quần nào cũng được, chọn màu kỳ cũng được. Hoặc là ai có muốn mở shop, hiện tại đang có shop đó, muốn lấy quần về bán Tết á, thì ôm hết nhiêu đây đi. Ôm hết nhiêu đây khoảng tầm 250 quần đi. Thì em bóc cho em báo cái giá nó hết hồn luôn nha. Đây màu 4 màu rồi nè. Từ size 28, 28, 29, 30, 31, 32, 34 tới 34 thôi nha mọi người. Ở màu đỏ đô hiện tại của bên em hiện tại đang còn đủ màu đỏ đô nha. Màu đỏ đô nó đẹp quá trời luôn mà do bên em chụp bị sót cái hình á. Đây em chắc cái màu cho mọi người coi. Hiện tại là đang bán sỉ một cái là 100.000. Bây giờ khách mua 10 cái em tính giá 80.000 một cái, 10 cái là 800.000 cộng thêm tiền ship khoảng tầm 30-40.000 gì nữa đó. Cái này thì bên vận chuyển thì căn ký bao nhiêu thì báo giá, hoặc là ghé trực tiếp bên em lấy nha. Là chỉ có những khách hàng mà coi được cái video này của em thì em mới tính giá đó nha. Đó. Quá chi đẹp luôn. 10 cái có 800.000 thôi. Rẻ dữ lắm luôn. Cầm tiền giờ mà cầm tiền đi mua 800.000 mua được chục cái quần mà hàng đẹp giống như em là không có nha mọi người. Đó. Màu có chất dày hơi dày mỏng, tại vì mỗi cây là mỗi màu khác nhau á, nhưng mà hàng rất là đẹp. Nó mỏng mà mỏng như cái kiểu vải đẹp chứ không phải là mỏng như cái kiểu vải mà không thể nào mặc được đó. Đây 1 2 3 4 5 6 7. Đây. Quay bảng màu nha. Gọi video call cho em để thấy được bảng màu nha. Ví dụ như anh muốn mua size 28, chị muốn mua size 28 gì đó gọi kệ 28 cho chị. Chị muốn mua size 29 gì đó gọi kệ 29, 30, 31, 32, 34 gì đó. Nói em gọi cái mình chọn. Ví dụ như mà lỡ mà size mình muốn mua mà nó hết không đủ 10 cái á thì thông cảm, chọn thêm cái size khác giùm em nha, có thể lớn hơn một tí cho người thân vòng vòng nhà cũng được. Nghĩ sao cái quần nam mà có 80.000 quá rẻ, trong khi thị trường đang bán 180-220. Hiện tại em đang sỉ là 100. Giá sỉ thôi nha mọi người. Đó. Còn khoảng 250 quần thôi, còn khách nào mà muốn ôm á về chân shop á có đủ mà đủ size, đâu có cần phải chọn lựa gì đâu đó, mình đem về mình chân shop vậy nè. 250 quần là em bóc cho em nha, gom hết cái kệ này thì giá em tính giá sát giá luôn nha mọi người. Để giải phóng cái hàng lẻ size này em lấy chỗ chắc hàng mới nha, tồn là không có tồn nha. Hàng này là hàng lẻ size mà tụi em ngán đăng lên, tại vì mỗi size nó cỡ ít vậy, đăng lên cái cách lấy hình vậy đăng nó rất là khó. Thành ra là em làm như vậy để em giải phóng cái hàng mẫu này luôn, em cho bưng gớt bỏ mẫu này luôn. Chứ hàng là không bao giờ tồn nha mọi người. Quần như vậy nè, hàng đẹp như vậy nè, chịu khó mà đăng lên xíu là bán hết thôi. Rồi em cảm ơn mọi người đã xem clip của em nha.